Em Tai ơi. Em. Dạ. Chị có con xe đang định mang đi sang bên biển trưng bày em ạ. Bên biển trưng bày cơ à? Bên biển. Bên biển à? Bên biển á. Bên biển là bên nào là gì? Bên biển là bên Đức đi em. Bên Đức à? Em không English một tí nào á, sẽ không có quốc tế hóa gì cả. Thế bây giờ là đang định mang con xe sang bên biển trưng bày. Cách nào mang sang cho chị mà nó phải thứ nhất là nguyên vẹn với xe này, thứ hai là đóng gói nó phải chắc chắn này, nó không bị xước xác, nó không bị hỏng, nó không bị tất cả. Em có cách nào không? Ôi, chị cứ yên chí đi, chị mang xe đến đây là bọn em đóng ship ra cả mặt trăng luôn. Mặt trăng rồi à? Nhưng mà đóng được không? Đóng được á, nhưng mà phải giữ nguyên vẹn nha, xước một cái là chị đền em một con ấy. Nguyên vẹn luôn. Bao OK, xe của chị xuất khẩu xong rồi đây. Em đóng thùng trông vậy bên tí đấy. Thứ này. Đầy đủ đồ chưa? Đầy đủ chị ơi. Xốp xếp là bọc kín. Này là OK đi máy bay đúng không? Ôi này, chị cho lên tàu cũng thuộc còn được. Được. Thế thì sắp tới xe của chị sẽ được trưng bày ở Đức. Em có thể tham khảo trên mạng nhá. OK chị. OK. Vinh dự quá. Cảm ơn trai. Cảm ơn chị gái nhá.